mọi người, em chào mọi người nhé. Thì hôm nay em lại giới thiệu với mọi người cây lưỡi hổ Thái ạ. Đó, cây lưỡi hổ Thái đặc biệt ở đây là cái lưỡi hổ này là em trồng ở trong chậu đỏ, à chậu hồng mọi người ơi, chậu màu hồng. Trời ơi, rất là dễ thương. Cái chậu màu hồng này thì nó hợp với cả là các chị em chúng ta rồi đúng không? Em cũng rất là thích màu hồng mọi người ơi. Đó, thì đây là một, thì cái lưỡi hổ, thì cái lưỡi hổ Thái này thì mọi người đã biết rồi, là rất là nhiều người yêu thích cái loại lưỡi hổ Thái á, mini để bán như thế này. Thì cái lưỡi hổ ở này thì thường được trang trí trong nhà, nhưng mà không phải là ai cũng biết hiểu biết rõ về cái loại cây này và cái ý nghĩa này, tác dụng của cây này. Thì mọi người hãy cùng theo dõi cái clip này của em để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn một chút về cái cây lưỡi hổ này nhé mọi người. Dạ. Thì để mà có thêm cái cuộc sống thêm xanh này và muôn màu thú vị thì chúng ta cũng không thể thiếu cây xanh đúng không ạ? Cây xanh luôn là một người bạn mà không thể thiếu của chúng ta. Đó là cây xanh là không chỉ đẹp mà còn mang lại cái không khí trong lành này. Lưỡi hổ là một trong những cái cây đó, và nó có thể góp phần cho cái môi trường của chúng ta xanh đẹp và có cuộc sống thêm màu sắc hơn đó. Cái lưỡi hổ này thì cũng thường hay gọi là, tên thường gọi của nó có thể là lưỡi cọp này hoặc là vĩ hổ nha mọi người, thuộc họ măng tây và có chiều cao khoảng từ 30 đến 60 cm mọi người ạ. Thân hình của nó là dạng dẹt như thế này và mọng nước nha mọi người. Đó, có hơi sắc nhọn ở phần ngọn nhọn cái ngọn của nó này mọi người. Nhưng thân của nó lại rất mềm mà rất là mềm và đẹp mọi người ơi. Đó, thân của nó khá là mềm nha mọi người. Đó, nó nhọn nhọn ở phần cái ngọn lá ấy mọi người. Đó. Thì cái loại này thì mọi người không thể nào mà không biết đến được. Rất là nhiều người yêu thích loại này đó mọi người ơi. Thì cái loại này thì cái thân trên của nó thì có hai màu xanh và vàng sọc từ gốc đến ngọn, nó là cái viền vàng đấy mọi người. Ở trong sẽ là màu xanh và nó có viền vàng. Thì cây lưỡi hổ thì khi mà nó ra hoa, nó nở hoa thì sẽ thành cụm với nhau. Nguồn mọc từ phần gốc đến cái phần ngọn của nó thì có quả hình tròn. Nhưng mà không phải là ai cũng biết là cây lưỡi hổ này là có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới đâu mọi người ơi. Và có hơn 70 loài cây khác nhau, cây lưỡi hổ như thế này. Lưỡi hổ cọp này, lưỡi hổ Thái này, lưỡi hổ xanh này, đó. Và rất là phổ biến ở hiện nay đó là lưỡi hổ Thái và lưỡi hổ cọp. Thì đây là lưỡi hổ Thái, thân của nó màu xanh và viền màu vàng đó. Và cây lưỡi hổ này thì thường được trồng và đặt ở trong phòng khách này, tại vì ở phòng khách là nơi để chúng ta có thể thể hiện cái phong cách riêng của mình, nét riêng của mình. Và lưỡi hổ này thích hợp đặt ở cạnh tivi của phòng khách này hay là ghế sofa. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể để hai bên lối đi của cửa ra vào, cũng là một cách để có thể xua đuổi những cái điều không tốt và mang lại cái vận may cho gia đình của mình nữa mọi người ơi. Đó rất là nhiều tác dụng nhé. Không chỉ thêm màu sắc, nếu mà ta đặt cây lưỡi hổ Thái này ở trong phòng ngủ ấy, thì cây nó còn có cái khả năng là lấy đi những cái khí độc hại này, như là khói thuốc lá hay là các cái khí oxit nitơ ấy mọi người. Nó rất là có lợi cho cái việc cung cấp thêm oxy, quá trình hô hấp cho con người chúng ta đó. Thì trồng cây lưỡi hổ này ở trong phòng tắm thì đây là một loại cây mà ưa thích bóng râm đó. Có thể là sống ở trong phòng thiếu ánh sáng trong một khoảng thời gian rất là lâu nhé mọi người. Và tuy nhiên thì phòng tắm có cái độ ẩm cao, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển tăng trưởng của cây đâu mọi người. Không chỉ là dễ dàng trồng mà lá của cây này có khả năng là hút hơi nước đó, loại bỏ các cái khí độc hại ở trong không khí. Vì vậy mà đây được
lựa chọn là một loài cây mà lý tưởng vị trí đặt cây trong gia đình của chúng ta. Đó, chúng ta có thể để phòng khách này, phòng ngủ này, phòng vệ sinh này, phòng tắm này, mọi người, phòng bếp nhá. Cây này rất là thích hợp, nếu mà mọi người mà trồng ở trong nhà thì nó sẽ mang lại điều tốt lành cho mình, có thể xua đuổi tà khí này, đó, vừa thanh lọc không khí cho gia đình của mình nữa đó. Thì ở trong phong thủy ấy, mọi người, thì cây lễ hổ này thì có tác dụng như là trừ tà này, xua đuổi ma quỷ này, chống lại những cái điều không may mắn trong cuộc sống, trong gia đình của mình. Thì lá của cây này mọi người thấy nó mọc thẳng đúng không? Thì đúng cái thể hiện cái sự quyết đoán, ý chí tiến lên của con người này. Với cái dáng vẻ này thì từ cái thân đến ngọn của cây thì là biểu tượng cho sự uy quyền rồi, danh gia vọng tộc rồi mọi người ơi. Đó. Lễ hổ này thì nó mang đến cho mình cái vẻ đẹp kiêu sa này, với cái ý nghĩa là một cái phong thủy rất là lớn này. Theo quan niệm của người xưa thì những người mà trồng cái cây lễ hổ như thế này thì nó sẽ và chăm sóc cây để cho cây đó có thể ra hoa ấy, thì may mắn trong năm đó mọi người, rất là may mắn. Không chỉ ở cuộc sống mà nó còn mang đến nhiều cái thuận lợi trong cái công việc tài chính của chúng ta nữa. Để phát huy được cái tác dụng của phong thủy thì ta nên đặt cái cây này ở vị trí mà phù hợp, vị trí tốt để cho giúp cho ta có thể may mắn thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống nha mọi người. Cái vị trí cái phong thủy mà mình đặt cây cũng rất là quan trọng nha mọi người, nó có thể thay đổi cả vận mệnh của mình luôn đấy. Đó. Và cây lễ hổ này ấy, thì có rất là nhiều tác dụng đối với cả sức khỏe của chúng ta ấy mọi người, nó có rất là nhiều tác dụng đối với cả sức khỏe của con người. Thứ nhất là vì cây lễ hổ này thì cũng có thể là điều trị hen suyễn này. Đó, sử dụng gel của cây lễ hổ để pha nước lòng uống, sau đó thì lấy hơi nước đang bốc lên và tinh chất chống viêm bám, viêm nặc mũi, đó, họng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta ngăn chặn được cái hen suyễn và có thể hô hấp thuận lợi hơn đó mọi người. Trời ơi, nó nhiều tác dụng kinh khủng lắm mọi người ơi. Còn cái lưỡi hổ này thì cũng có thể là mình sẽ điều trị được cái bệnh đường tiêu hóa này, giảm căng thẳng, mệt mỏi, stress này, và có thể giúp tạo cho mình có giấc ngủ ngon nữa mọi người ơi. Khác với những loại cây khác thì vào ban đêm thì lưỡi hổ này thường có không khí CO2. Ban đêm thì cây sẽ hấp thụ cái độc tố qua lá và nhả ra khí oxy tinh chất tinh khiết cho môi trường, và giúp cho cái môi trường của chúng ta trong lành hơn, thì sẽ giúp cho cái giấc ngủ của mình sâu hơn, ngon hơn mọi người ạ. Đó. Và cái lưỡi hổ này thì giúp loại bỏ đi cái độc tố trong không khí này. Đó. Rất là tốt cho mọi người luôn đấy mọi người ơi. Thì mình trồng cây lễ hổ trong nhà thì nó rất là thuận tiện luôn á, nó có nhiều công dụng lắm mọi người ạ. Đó. Và mình có một số lưu ý khi mà trồng cây lễ hổ này nhá. Thì cây lễ hổ này là một loài cây mà nó trồng trong nhà. Ánh sáng của cây thì đây là một loài cây ưa nóng và chịu rét rất là kém. Thì cây sẽ phát triển khỏe mạnh ở trong nhà hay là nơi có bóng râm cũng được nhé mọi người. Đó, nơi có bóng râm hoặc là phát triển ở trong nhà là tốt nhất. Đó. Lễ hổ đây là một loài cây mà nó không kén đất đâu mọi người, có thể sống với những loại đất từ khô cằn đến đất pha cát sỏi. Để tăng cái sự phát triển cho cây thì ta nên trồng cái đất mà có độ kiềm cao nhé. Cây lễ hổ thì không cần tưới quá nhiều nước vì rễ của cây nó dễ bị úng này. Cần hạn chế tưới nước cho cây, lưu ý đến loại cần phải để cho cây chậu nó có thoát hơi nước tốt nha mọi người. Và cây lưỡi hổ này thì có rất là nhiều câu hỏi, ví dụ như là có hợp với mệnh gì, mệnh gì, mệnh gì và tuổi gì ấy mọi người. Thì mình xin chia sẻ với mọi người, thì cây lưỡi hổ này thì có màu xanh, viền vàng, thì đây là một cái điều mà là một cái gam màu mà tượng trưng cho mệnh thổ và mệnh kim ấy mọi người. Vì thế mà lưỡi hổ này sẽ giúp cho hai cái mệnh kim và mệnh thổ này có nhiều vận thế tốt này, và làm cho mọi công danh sự nghiệp nó thuận lợi hơn, gặt hái được nhiều thành công hơn. Và khi mà mình lựa chọn cây lưỡi hổ này trồng trong nhà thì cần chọn kích thước và cây phù hợp với không gian,
Và đặt cây ở hướng nam nha mọi người, hướng nam nha mọi người. Nhớ là phải đặt cây ở hướng nam từ cái cửa ra vào của mình mà mình chọn hướng ấy mọi người. Ngoài ra thì cây liễu hổ này thì hợp với cả các nam với tuổi ngọ này, 1942 đó, hay là 54, 66, 90, 202 và 2014 đấy mọi người. Đó, rất là hợp với mấy bạn mệnh tuổi như vậy. Mệnh kim và mệnh thổ thì hợp với cả lưỡi hổ nhá. Ngoài ra thì các mệnh khác thì vẫn có thể trồng cây này thôi, nhưng mà nó sẽ không phát huy được hết tác dụng với mọi người. Đó, còn trồng thì vẫn trồng rất là tốt. Về mình sẽ chia sẻ một chút về cách chăm sóc lưỡi hổ nhá. Thì cây lưỡi hổ này thì nên cho cây tiếp xúc với ánh nắng nhẹ nhàng thôi và không quá gắt. Thì nhiệt độ phù hợp của cây sẽ là từ 20 đến 30 độ C nha mọi người. Và không cần tưới nước thường xuyên cho cây lưỡi hổ, chỉ tưới nước cho cây đủ ẩm. Nếu muốn cây phát triển thì chúng ta có thể trong cái thời kỳ mà sinh trưởng hết mỗi tháng thì mình bón phân cho cây một lần, có ví dụ như là phân lân nè, phân kali cho cây ấy, mọi người thì sẽ tốt nhất nhá. Thì đó là một số cái thông tin, một số cái mà một một số cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người qua cái clip này về cây lễ hổ, cũng như là về ý nghĩa tác dụng và một số lưu ý mà khi trồng cái cây này đó mọi người. Thì mình mong là sẽ giúp cho các bạn có thể tìm hiểu và biết thêm một chút kiến thức bổ ích cho cái việc trồng cây lưỡi hổ mà các bạn đang có. Hiện tại thì bên mình đang có rất là nhiều lưỡi hổ mà nó rất là nhiều màu ấy mọi người. Mọi người có thể chọn cái màu nào mà mọi người thấy phù hợp, ví dụ như là màu hồng mà mình vừa nãy mình giới thiệu với mọi người. Đó, hoặc là màu vàng này. Đó mọi người ơi, màu vàng. Hoặc là chúng ta cũng có thể chọn màu cam. Đó, em có màu cam nữa này. Và bên em có rất là nhiều màu mọi người ơi, này, màu nâu này, màu đen này. Rất là nhiều màu nha mọi người, thì mọi người có thể chọn cái màu chậu mà mình phù hợp cái phong thủy của mình và mình thích màu nào thì mình chọn màu đó. Đó. Hiện tại thì có các màu như vậy, thì nói ra có màu trắng này, màu đỏ, màu hồng, màu xanh, nói chung là tất cả các loại màu là bên em đều có nha mọi người. Thì mọi chi tiết liên hệ qua số hotline và địa chỉ mình có để ghi trên tường với mọi người. Mọi người có nhu cầu mọi người cứ gọi điện, hoặc là mọi người qua trực tiếp tại shop thì em sẽ giới thiệu với mọi người, em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Bye bye.